ơn bà Duy Khang. Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh. Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Gia Ân. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho bản tin liên quan đến Việt Nam thành đến tỉnh là một phần tin cho hay về bắt nhóm đối tượng người nước ngoài và thu giữ 12.000 viên ma túy. Vào 0 giờ ngày 26 tháng 10, tại khu vực Dốc Kẻm thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, một nhóm đối tượng người Lào đã lợi dụng đêm tối luồn vào rừng để tiến sâu vào nội địa của Việt Nam. Đặc biệt, trên người nhóm đối tượng này có trang bị súng AK và lựu đạn. Khi biết đang bị bao vây, nhóm này đã nổ súng chống trả để thoát thân. Sau nhiều phút kêu gọi bất thành, lực lượng cảnh sát đã nổ súng bắn trả. Trong quá trình nổ súng, một nghi phạm người Lào chưa xác định danh tính, khoảng 30 tuổi, đã chết tại chỗ do trúng đạn. Lực lượng chức năng đã xác định hai đối tượng khác chạy thoát. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 3 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp và một khẩu AK và 2 quả lựu đạn, 18 viên đạn. Trong khi đó, thì tại Đồng Nai, thưa quý vị, gần 100 công nhân đã nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm. Ngày 27 tháng 10, cơ quan chức năng đã cho biết trong số 99 công nhân nhập viện cấp cứu nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm thì đã có 29 công nhân được xuất viện. 70 công nhân khác vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Trước đó khoảng 13 giờ 15 phút ngày 26 tháng 10, sau giờ ăn trưa, công nhân của công ty NYG chuyên sản xuất quần áo xuất khẩu tại Đồng Nai có các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy đã được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh. Một số công nhân nhập viện đã cho biết bữa trưa họ đã ăn tại công ty, trong đó có đậu hũ và rau muống. Tuy nhiên, một vài người đã phát hiện đậu hũ có mùi thiêu nên đã không ăn, vì vậy đã không có những triệu chứng như nêu trên. Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu thức ăn để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Tin từ Quảng Ninh, thưa quý vị, hố tử thần sát nhà dân nuốt chửng hàng chục cây cam. Ngày 27 tháng 10, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết đã nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện một hố do đất bị sụt lún bất thường rộng khoảng 30m² tại vườn nhà chị Đặng Thị Năm. Trước đó, vào lúc 7 giờ ngày 26 tháng 10, chị Đặng Thị Năm đã ra vườn trồng cam và vải để tưới nước, phát hiện khoảng đất rộng hơn 30m² nằm sát vườn và ao cá, cách nhà của gia đình anh chị khoảng 30m, bị sụt lún sâu 2-3m, tạo thành một hố rộng, nuốt chửng hàng chục cây cam và vải mới trồng. Hiện tại, xung quanh miệng hố đã được cắm biển cảnh báo và rào bằng dây cảnh báo. Từ trước đến nay, khu vực này chưa bao giờ xảy ra hiện tượng như thế này. Cơ quan chức năng địa phương đang tìm nguyên nhân vụ việc để đưa ra hướng xử lý. Tin từ Hà Nội cho biết, Hà Nội chi 7.210 tỷ đồng để làm đoạn đường dài 2,2 cây số, thưa quý vị. Thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt dự án xây dựng đường vành đai 1 thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư lên đến 7.210 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là từ 2018 cho đến 2020. Tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài 2.274 m, mặt cắt ngang 50 m. Dự án được đầu tư xây dựng các hạng mục như chiếu sáng, cây xanh, thoát nước. Dự án cũng sẽ mở các ngõ ngang theo quy hoạch năm 1999 tại ngõ 879 Đê La Thành và đường vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là hơn 7.210 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 627 tỷ đồng. Còn lại, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 5.818 tỷ đồng được bố trí từ nguồn ngân sách của thành phố. Như vậy, đây sẽ là tuyến đường đắt nhất thủ đô từ trước đến nay. Kính thưa quý vị, đại biểu Quốc hội cho biết, việc đổi 100 Mỹ Kim ở Cần Thơ cho thấy mức phạt không phù hợp. Ông Nguyễn Chiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư, đề cập đến vụ việc người thợ điện ở Cần Thơ đổi 100 Mỹ Kim bị phạt 90 triệu đồng. Ông cho rằng đây là điển hình về thiếu sót trong quy định, yếu kém trong áp dụng, chưa nghiêm minh trong quản lý nhà nước, làm dư luận không đồng tình. Theo ông, việc xóa bỏ tình trạng Mỹ Kim hóa cần được thực thi. Đổi ngoại tệ không đúng nơi cấp phép phải bị phạt, nhưng cơ quan chức năng có trách nhiệm giúp người dân nhận diện, phân biệt nơi nào được đổi, nơi nào không được đổi. Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư cho rằng, mức phạt phải xem xét lại vì đổi 10 Mỹ Kim, 100 Mỹ Kim hay 1.000 Mỹ Kim, 100.000 Mỹ Kim
đều phạt ở mức 80 triệu đến 100 triệu đồng là không phù hợp. Cơ chế thị trường có cung ắt có cầu. Thị trường mua bán chuyển đổi ngoại tệ đen ngày đêm vẫn đang hoạt động công khai, hầu như không được kiểm soát và xử phạt. Sự tồn tại của những nơi đổi ngoại tệ bất hợp pháp còn rất nhiều. Trước hết đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Tuấn Hưng đã khóc trước 10.000 khán giả trong live show 20 năm ca hát của anh. Thưa quý vị, sau live show tên là Ngựa Hoang đã bị hủy vào phút chót, thì ca sĩ Tuấn Hưng đã tổ chức đêm nhạc mới với tên gọi là Cảm ơn, diễn ra vào tối 26 tháng 10 tại quảng trường Đông Kinh Nghệ Thuật trong phố đi bộ Hồ Gươm. Đây là live show kỷ niệm 20 năm ca hát của Tuấn Hưng. Anh hát miễn phí cho khán giả thay vì bán vé. Trong đêm nhạc, Tuấn Hưng hát nhiều ca khúc làm nên tên tuổi của bản thân như Tìm Lại Bầu Trời, Cầu Vồng Khuyết, Nắm Lấy Tay Anh, Ngựa Hoang, Đam Mê, v.v. Khoảng gần 10.000 khán giả đã đến với đêm nhạc của Tuấn Hưng, đứng chật kín một phần của phố đi bộ. Tình cảm của mọi người khiến giọng ca sinh năm 1978 không khỏi xúc động. Live show đã khép lại vào lúc 22 giờ 30 phút sau hơn 2 tiếng và thực sự để lại nhiều cảm xúc. Kính thưa quý vị, tin tiếp theo từ Hà Nội cho hay sập tường căn nhà cạnh Hồ Gươm, nhiều người bỏ chạy. Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 15 chiều ngày 27 tháng 10 tại số 32 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để tìm kiếm người trong đống đổ nát. Tại hiện trường, gạch từ căn nhà đổ vỡ đè lên phần tường rào bao quanh công trường bên cạnh, đồng thời làm hư hại mái tôn của một cửa hàng phía trước, gây đổ vỡ tài sản của một quán trà. Nhiều nhân chứng kể lại, bức tường khoảng 10 mét bất ngờ đổ ập xuống vỉa hè. Hai đầu đường Lê Thái Tổ giáp Hàng Trống và Tràng Tiền đã được chặn lại để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Rất may không có ai bị thương, nhưng nhiều người đi đường một phen bị hoảng hồn. Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, tích cực điều tra nguyên nhân. Bản tin tiếp theo cho biết, mỗi một chuyến tàu, doanh thu gần 2 triệu, lỗ nặng nhưng vì sao đường sắt vẫn chạy. Thưa quý vị, Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội Nguyễn Viết Hiệp cho biết, từ ngày 1 tháng 9 vừa qua, sau khi dừng hoạt động, ngành đường sắt phải cho chạy trở lại, các đoàn tàu bị thua lỗ do các địa phương có tuyến đường sắt đi ngang qua yêu cầu hoạt động trở lại. Ông cho biết, đây đều là các tuyến có cự ly ngắn, không cạnh tranh được với đường bộ nên có mức doanh thu rất thấp, trong khi chi phí vận hành lại rất cao. Cụ thể, tuyến đường Hà Nội - Đồng Đăng doanh thu mỗi chuyến chỉ có khoảng 4 triệu đồng. Tuyến đường Hà Nội - Thái Nguyên doanh thu chỉ có 3 triệu đồng. Thậm chí tuyến đường Hạ Long - Hà Nội mỗi chuyến chỉ thu được 1,9 triệu đồng. Doanh thu thấp, trong khi chi phí vận hành cho hạ tầng, sức kéo, sửa chữa toa xe, trả lương cho công nhân bình quân phải đến 10,4 triệu đồng cho một chuyến. Với tần suất tàu chạy tất cả các ngày như hiện nay, ước tính mỗi năm, công ty phải bù thêm hàng chục tỷ đồng. Kính thưa quý vị, Cảnh sát Giao thông Sài Gòn tiến hành đo nồng độ cồn tại Hàng Xanh. Đội Cảnh sát Giao thông thành phố Sài Gòn tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại ngã tư Hàng Xanh đã tạm giữ một xe hơi và bằng lái của tài xế vì nồng độ cồn vượt quá xa mức quy định, dù anh này khai báo chỉ uống có 2 chai bia. Tối 26 rạng sáng ngày 27 tháng 10, đội Cảnh sát Giao thông Hàng Xanh đã tiến hành kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh. Đây là nơi vừa xảy ra vụ tai nạn làm chết người vào ngày 21 tháng 10 do một nữ tài xế say rượu chạy xe BMW gây ra, khiến người dân khu vực này và những ai chạy xe ngang qua đây vẫn còn ám ảnh. Theo ghi nhận, khoảng 22 giờ cùng ngày 26 tháng 10, đa số các trường hợp vi phạm là người chạy xe máy. Qua đây cho thấy, ý thức của nhiều người dân trong việc uống rượu bia khi tham gia giao thông vẫn còn chưa cao. Ẩu đả lúc rạng sáng trong khách sạn đã làm cho một người tử vong. Vào ngày 27 tháng 10, thì cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa, thành phố Nha Trang đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thiện Thuật đã làm cho một người tử vong. Thông tin ban đầu, khuya 26 tháng 10, có hai nhóm thanh niên vào hát karaoke tại khách sạn nói trên. Đến khoảng 2 giờ ngày 27 tháng 10, thanh niên 30 tuổi và một thanh niên của nhóm khác đã xảy ra mâu thuẫn khi gặp nhau bên ngoài phòng hát karaoke. Hai bên đã lao vào ẩu đả và thanh niên 30 tuổi tử vong tại chỗ. Người kia bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.
Đến trưa ngày 20 tháng 10, Công an thành phố Nha Trang đã cho biết đang lấy lời khai của một số người để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Việt Nam thành đến tỉnh của ngày hôm nay. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại ở những bản tin kế tiếp. Xin thân ái kính chào.